Xin chào các bạn nhá, mình là A Sáng, kênh của mình là A Sáng Cuộc Sống Tự Do. Các bạn đã ăn tôm hùm chưa? Mình thì chưa, bố mình chưa, mẹ mình chưa, vợ con mình chưa, cho nên là mình mua. Mỗi người thử tí nhá. Lần đầu đi mua tôm hùm thì làm gì biết cái chỗ nào mà có kinh nghiệm, cho nên là mình search Google. Và mấy lần đi Big C thì thấy ở Big C cũng bán, cho nên là bây giờ mình sẽ đi những cái điểm đó để xem mua loại gì, mua ở đâu, mua giá bao nhiêu. Đấy, các bạn đi cùng mình nhé. Mình đi đến quầy bán tôm hùm nhá. Đây, tôm hùm Alaska hay là tôm hùm Canada ấy. Loại tôm hùm này thì có hai cái càng to vật vã. Đấy nha. Nhưng mà ở đây ít quá, có mỗi 3 con. Nhìn thịt nó này. Ngon đấy. Đây chỉ có mỗi 3 con thôi, còn lại là các loại hải sản khác. Và giá của nó mình vừa xem bên kia là 1.399.000 là 1.400.000, 1.400.000 một cân. Con này là bao nhiêu? 1.400.000 một cân. Trong khi mình có gọi đến một bên khác thì giá nó là tầm 880 đến 900.000 một cân tôm vẫn sống bơi nguyên. Đó, wow. Quay qua, chạy qua bên kia nhá. Wow. Đây. Alaska. Cạnh cạnh trong này. Wow. Càng cũng to nhá. Ngón tay của mình này. Ngón tay mình ở gần hơn. Cũng bằng nhau. Nhìn ngon nướng này, cái càng này nha, cái càng này bằng ở xa là bằng bàn tay. Ở đây ít quá, giá rất cao. Đây là của Biển Đông bán này. Wow. Sau một hồi xem thì mình quyết định đi tiếp nhá, vì giá ở bên kia nó đưa ra hấp dẫn quá, ở đây giá cao. Chắc là chủ yếu là để hải sản Biển Đông có giới thiệu cho khách hàng ở đây thôi. Đấy, anh giới thiệu tí đi. Ôi con này công nhận, đây thịt nó không hết ở lên. Vâng. Thì nó không hết ở lên. Cái này không biết là có càng nó to. Cái thịt ở càng này ăn cũng sướng em nhỉ. Con cá có được thì nó được, có cái là có cái thịt ở càng nhiều. Vâng. Thịt thân nó cũng dày. Vâng. Nhưng mà con cái thì ở đây có được rồi. Con cái thì lại có kiểu gạch đấy gì ạ? Làm sao phân biệt được con đực con cái anh? Úi dồi ôi. Khỏe. Đấy. Nhưng mà con này có vẻ kiểu cái... khỏe thế. Kiểu cái càng nó nhỏ nhỉ. Con đực càng to hơn à? Anh yêu cái à? Đấy. Wow. Cái thịt nó rộng hơn. À. Bởi vì nó không có thịt càng nhiều, càng nó bé hơn, cái con đực à. Thịt nó rộng hơn. Và nó có gạch, có trứng. Ăn con nào ngon? Em lấy cho em cặp đi. Vâng. Cảm nhận được cái hai con là phân biệt luôn cả hai con. Vâng. Con này mỗi con được khoảng 1 cân gì? Vâng đúng không? Thế rồi xem rồi 3 con đi. 3 con. Thế anh muốn ăn 2 đực hay 2 cái? Như nào cũng được. Anh thấy cái nào hay thì bắt cho em. Ui, bơi nổ ngổ. Trên này có một con gãy càng này, cái càng này to. Google của anh. Ừ, con đây là con Canon G7x. Đẹp ư. Sướng. Nhìn mấy con này gai gốc đỏ rực nha. Cơ chế tự vệ. Cả hàng bị cạp hết rồi nhưng mà vẫn y tấn công ác ghê. Đấy. Con này mà bị nó cạp là cũng kinh phết chứ. Đó, cũng khiếp nha. Là con khỏe, ăn trò xương. Đây là con cái này. Thế thì cho 2 con đực anh, cho càng nó to to thì 3. Như cái con mà gãy càng ở trên này là tầm mấy cân à? Hay là cân rưỡi cân 7 à? 2 con này là được bao nhiêu à? Con này khoảng 2 cân. 2 cân thì thành 3 cân 7 à? Thành 4, 4, 8, 3, 4, 5, 20 là 3 triệu. Con kia lại gãy càng uống thế, không có con to. Con đằng kia là con cũng to à? Con này cũng là con gãy càng. Ôi đùa. Nhưng mà nó lại gãy càng to lại còn càng nhỏ. Con kia thì con càng nhỏ, à đấy càng nhỏ là con càng to. Ôi, không có cái con to to nhỉ, nhìn cái càng nó thích thế. 2 con này đúng 2 cân luôn. 2 con này. Cái loại cái size này thì cái càng nó nhỏ nhỉ. Còn nó nhỏ gì đó. Nhưng mà ăn thì nó lại dễ ăn, dễ đập. Cái con này chỉ cần dùng tay là xé được và bỏ ra. Khả năng là anh lấy cái loại 3 cân là anh phải dùng thêm cả cái kẹp ạ. Cân thịt. À, cái đập bỏ rồi. Con đực thì thịt nó lại không ở thân, nó lại không dày bằng nhỉ. Vâng, nó không dày bằng, có 1 cân, có 1 cân thì bỏ nó mỏ, chỉ nó dày. Xem con cái này. Đấy 1 đôi gì đây? Con này khoảng cân 2 này. Gãy càng luôn, cân 2. Nhưng mà gãy càng. Ôi, quay phim thích. Nó cho em con rưỡi cũng được. Anh nhà có gần đây không? Không có. Ngay Cầu Diễn. Có cái loại mà 4-5 cân về thì vâng, đây. Vâng. Em đã định hôm nay lấy khoảng 2 con, mỗi con khoảng 2 cân. Nhưng mà thôi ăn con này trước mà. Anh ăn thử con. Vâng. Thấy anh bảo là con nhỏ này nó dày thịt. Rồi anh cứ bắt cho em một con đực nữa đi. Đực đi. Cho càng nhìn cho nó sướng. Rồi. Ok. Cứ nhìn càng quay phim cho thích. Lấy cái thùng, luôn đấy. 3275 3,275 850 nhỉ? 850. Ok rồi, cần gì? 850 được không? Thôi lần sau em mua nhiều. Em lấy 3 con ngon thì em giới thiệu luôn. Anh lấy 4 con đi để 850. Em định lấy nhưng mà không có con to. định lấy khoảng 4 cân đấy, nhưng mà thôi thì lần này ăn trước, lần sau em lấy con to, không là có anh gọi em. Ok. 3275 đúng không? 3 cân 7275 nhân 850 bằng 2783. Vâng. Từ giờ ăn tối chắc nó chưa chết được đâu nhỉ? Có mà chết vào mắt. Đấy. 3275 trừ đi 40 là khoảng 3230. À, ừ, chưa trừ cái nhỉ? 3230. 3,275 trừ đi 3 còn khoảng 3230 đấy. 3230. 3,23 nhân 850. 2,745 đúng không? Đấy, xuống các bước đấy. Về cứ để này anh phải cho nước ạ? Cứ để thế này, chẳng phải làm gì đâu. À, khi nó lạnh ăn thì anh lấy. Lạnh là nó sống đúng không? Lạnh. Vâng, vâng, ok. Đây em gửi tiền. Anh có thử nước rồi không? Mát không? Không, cái cô tôm này không gửi nước, gửi nước vào nhanh check. Anh như cũng bên hải sản thế nào nhỉ? Em không, em chỉ ăn thôi. Đây có cái áo khoác. Đúng lắm nó. Đấy lắm dài hơn. Ồ, đây là 3 con tôm đã mang về đến nhà. Để đến tối rồi bây giờ mới mang ra để luộc đây. Nó vẫn còn sống, hơi yếu rồi. Ý... cong cái đuôi lại, nhìn thịt nào. Ý... Lào ơi. Có xem con tôm càng không? Đây, không cởi đâu, cởi tí không nó cặp cho. Nó yếu rồi, nó làm sao nó cặp được nữa, cởi cho mãi. Đây. Giờ nó yếu con gì gần chết rồi nhỉ? Vâng, để nó hết lạnh là nó. Hết lạnh là bắt đầu sẽ chết rồi. Đây là dây cao su mà. Dây cao su à? Dây cao su đấy. Cởi ra xong lúc là bơm nước vào cho nó tung tăng tí. Nãy bơm nước vào chắc nó không phải nước lạnh, nó cũng đơ luôn nhỉ. Được cái nồi đâu cho vào để hấp. Đấy, nồi ở bên nhà. Đấy, để cọ rửa đã. Có chứ. Rêu riếc, rong rêu rồi vận chuyển nước nôi về kỵ nó mới hấp được chứ. Rồi. Nước này không phải nước lạnh, nó ngáo luôn. Ấy. Lúc ở kia mua nó khỏe lắm. Tức là mình phò vào một phát là nó cảm giác như kiểu nó phi lên cặp luôn đấy. Nó vẫn mạnh, yếu rồi. Bây giờ hết lạnh rồi. Nó cặp luôn nhưng mà cái kia bị buộc càng nên là nó chỉ ở biển đấy, nước mình về nước này mình sao ở cái vùng đấy, bên đấy nước lạnh mà. Ồ, sổ. Bây giờ lấy bàn chải cọ.